chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay, 14 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Trước những tác động bất ổn của kinh tế thế giới, chính phủ lại tiếp tục có thêm các chính sách giãn giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Khu vực ASEAN nhất là Thái Lan được xác định là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ 20 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và lần thứ 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, hai kỳ họp bất thường được tổ chức vào dịp giáp Tết vừa qua với bộn bề công việc, nhưng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn cùng quyết tâm chính trị của Quốc hội trước những vấn đề cấp bách của đất nước vì lợi ích của cử tri nhân dân. Các nội dung trình tại hai kỳ họp bất thường gồm một dự án luật, ba nghị quyết đều đã được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng trước khi thông qua. Tại hai kỳ họp, Quốc hội cũng đã xem xét quyết định công tác nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số ý kiến cho rằng việc gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội vẫn còn chậm, gây khó khăn trong việc nghiên cứu và góp ý. Ví dụ như luật khám chữa bệnh sửa đổi, do chưa chuẩn bị kỹ, khiến Quốc hội rất vất vả trong quá trình xem xét cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với dự án rất khó là luật đất đai sửa đổi lần này, sẽ không còn chuyện tương tự. Lưu ý công tác chuẩn bị hồ sơ các dự án luật, nghị quyết cần chủ động từ sớm, từ xa, không chỉ từ các cơ quan của Quốc hội, mà còn từ chính phủ, bộ ngành trung ương. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần sớm triển khai các luật, nghị quyết đã được ban hành để giải quyết vướng mắc trong thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5. Trước mắt là hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để cho ý kiến về những nội dung quan trọng trong các dự án luật trước khi trình Quốc hội. Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội. Trong năm qua, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền lên tới trên 230.000 tỷ đồng, qua đó giúp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đạt tăng trưởng kinh tế cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Năm nay, trước những tác động bất ổn của kinh tế thế giới, chính phủ lại tiếp tục có thêm các chính sách giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội. Năm ngoái, doanh nghiệp này được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất lên tới gần 55 tỷ đồng. Nguồn lực này đã giúp doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn mà còn mở rộng sản xuất, kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đó là những điều kiện thuận lợi để động viên kích thích cho chúng tôi có những điều kiện để phục hồi sản xuất và tiếp tục xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Năm trước chúng tôi được gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng và tiền thuế đất khoảng 12 tỷ đồng. Số tiền này đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để duy trì và phục hồi sản xuất. Năm nay dự báo còn nhiều khó khăn và công ty mong muốn Quốc hội và chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ về thuế và phí. Chính phủ đã ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện chính phủ cũng đang xây dựng nghị định về gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023. Gia hạn 6 tháng đối với thuế giá trị tăng từ tháng 1 đến tháng 5 và quý 1 năm 2023. Gia hạn 5 tháng đối với thuế giá trị tăng của tháng 6 và quý 2 năm 2023, khoảng 64 đến 65 ngàn tỷ đồng. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 là 43.000 tỷ đồng. Giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022. Bộ Tài chính cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa các lĩnh vực của ngành tài chính, đặc biệt là thuế và hải quan, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó giúp tiết kiệm, giảm thời gian, chi phí, công sức cho người dân, doanh nghiệp. Liên quan đến điều chỉnh giá xăng dầu, mỗi lít xăng tăng thêm 540 đến 620 đồng
còn các mặt hàng dầu giảm 300 đến 980 đồng một lít, thay đổi bắt đầu từ 15:30 chiều 13 tháng 2. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng RON 95 tăng 620 đồng lên mức 23.760 đồng một lít, E5 RON 92 là 22.860 đồng một lít, tức tăng 540 đồng. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều giảm. Dầu hỏa giảm mạnh nhất 980 đồng về mức 21.590 đồng một lít. Diesel hạ 960 đồng còn 21.560 đồng một lít. Còn dầu mazut là 13.630 đồng, tức giảm 300 đồng một kg. Với tình hình kinh tế xã hội ổn định, 60% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong 1 đến 2 năm tới. Tỷ lệ này không chỉ cao nhất trong ASEAN mà còn cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực là khoảng 47%. Đây là thông tin từ Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO vừa công bố. Lý do mở rộng kinh doanh đối với ngành chế tạo là tăng doanh thu do xuất khẩu tăng. Còn đối với ngành phi chế tạo thì tính tăng trưởng của thị trường Việt Nam và tăng doanh thu trong nước là lý do hàng đầu. Theo đại diện của JETRO, chi phí sản xuất thấp không còn là lợi thế chính của các nước Đông Nam Á. Bởi vậy, giờ đây, tính hiệu quả trong các thủ tục hành chính như việc cấp phép sẽ là yếu tố quyết định mức độ thu hút dòng vốn ngoại FDI đầu tư tại ASEAN. Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam còn lãi là khoảng 60%, tăng so với năm trước đó. Sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 là lý do hàng đầu. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ khoảng 20%, giảm so với năm trước. Năm nay, để thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh sản xuất, thì ngoài các thị trường xuất khẩu lớn trên thế giới, khu vực ASEAN và nhất là Thái Lan được xác định là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Với nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, nhiều doanh nghiệp đã có bước chuyển lớn để chinh phục thị trường, vốn được đánh giá là khó tính nhất nhì khu vực ASEAN này. Năm ngoái, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt trên 6.900 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Theo đại diện doanh nghiệp, năm nay để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, thì ngoài các thị trường lớn như châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm ứng dụng công nghệ xanh sang các thị trường mới trong khu vực ASEAN được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đặt ra các mục tiêu tăng trưởng đề ra. Chúng tôi đang hướng đến một thị trường ngách, đó là thị trường chiếu sáng trong nông nghiệp và tập trung vào các nước ở trong khu vực. Cụ thể đó là trọng tâm là thị trường Thái Lan. Và chúng tôi cũng kỳ vọng việc tham gia đó sẽ cũng đóng góp một cái phát triển trong một cái thị trường ngách là chiếu sáng trong nông nghiệp là tăng trưởng đến 10 đến 15%. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, năm 2022, chỉ tính riêng thị trường Thái Lan, thương mại hai chiều đã có bước phát triển đáng kể, đạt gần 22 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu tăng gần 22%, nhập khẩu tăng 12%. Nhóm hàng hóa nhập khẩu chính của Việt Nam từ Thái Lan là phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng điện gia dụng và linh kiện, nguyên phụ liệu dệt may, da giày. Doanh nghiệp cần thứ nhất, thay đổi tư duy trong việc xúc tiến và quảng bá sản phẩm trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, định vị sản phẩm, thị hiếu khách hàng. Thứ hai, xây dựng chiến lược phân phối bài bản với tầm nhìn chung đến dài hạn dựa vào đặc tính và phân khúc sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng. Thứ ba, xây dựng kế hoạch phân phối đa kênh nhằm tăng cường hiện diện trên hệ thống bán lẻ gồm trực tiếp, đại siêu thị, cửa hàng tiện ích và trực tuyến. Theo đánh giá, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Thái Lan nói riêng và khu vực ASEAN nói chung có lợi thế không chỉ nhờ cự ly gần, giảm chi phí vận chuyển. Việc chuyển đổi công nghệ, đẩy mạnh xuất khẩu sẽ mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường này trong thời gian tới. Thưa quý vị, từ trước đến nay, nhà đầu tư khi triển khai dự án thì phải giải phóng mặt bằng, thực hiện đền bù với khung giá đất được áp theo từng loại đất khác nhau, theo quy định tại mỗi địa phương. Còn với người bị thu hồi đất, giá đền bù hiện nay luôn không sát với giá thị trường, thấp hơn nhiều so với giá thực tế. Và nó trở thành một nguyên nhân chính dẫn đến các vụ khiếu nại, tố cáo về đất đai kéo dài. Không chỉ vậy, việc khung giá đất ở các địa phương không còn phù hợp với tình hình thực tế cũng gây tác động rất lớn tới kinh tế xã hội khi đất liên quan tới các dự án trọng điểm quốc gia. Dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được phê duyệt từ năm 2017. Đã 5 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng,
chỉ bởi người dân không chấp nhận giá đền bù. Bây giờ cái giá thị trường cái đất ở đây cũng là 45-50 triệu đồng. Thế mà chúng tôi ở cái trục đường 10 cũ, bồi thường tôi chỉ có bao nhiêu? Có 3 triệu cộng với nhân với hệ số là 2,67 thì thành 8 triệu. Thực tế cho thấy số tiền hỗ trợ đền bù không đủ để người dân mua đất chỗ khác để ổn định cuộc sống, do nơi rẻ nhất giá cũng cao gấp đôi giá đền bù. Đó là đất dự án, còn đất trong trung tâm đô thị có mức chênh lệch cao hơn nhiều. Như tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng ở Hà Nội thì giá đất từ 500 đến 700 triệu đồng một mét vuông, thậm chí có nơi 1 mét vuông có giá cả tỷ đồng. Nhưng khung giá đất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cao nhất cũng chỉ hơn 200 triệu đồng một mét vuông. Hệ lụy là nhà nước sẽ rất là khó để triển khai các cái dự án lớn, chẳng hạn như là đền bù giải tỏa, và những người dân họ có cái đất đai trong cái khu vực đền bù giải tỏa thì họ đang nhận được một cái lợi ích thấp hơn, và dẫn đến là cái câu chuyện đó là trì trệ và không có thể triển khai dự án được. Quyền lợi của nhà đầu tư, của nhà nước, người có đất bị thu hồi là nó chưa được đáp ứng đầy đủ, dẫn đến cái chuyện là họ không đồng tình với cái việc là bồi thường, hỗ trợ họ trong cái việc thu hồi đất. Họ liên tục đi khiếu kiện tại các dự án, nhất là những cái địa phương mà có phát triển kinh tế xã hội càng lớn thì cái việc khiếu kiện càng nhiều. Đội vốn hơn 4.900 tỷ đồng, kéo dài thời gian hoàn thành thêm 7 năm. Những phát sinh tiêu cực này của dự án Metro Nhổn Ga Hà Nội có một phần nguyên nhân từ việc chậm giải phóng mặt bằng, bồi thường cho 50 tòa nhà bị ảnh hưởng do thi công tuyến ga ngầm. Pháp luật cũng chưa quy định về chính sách bồi thường hỗ trợ tạm cư, hợp đồng thỏa thuận tạm cư trong trường hợp dự án làm hầm, còn người dân ở phía trên. Thành phố Hà Nội phải có cơ chế riêng cho những trường hợp này mới có mặt bằng sạch trả cho dự án. Đây là một trong những ví dụ điển hình về sự bất cập trong phê duyệt đền bù các dự án theo khung giá đất mà các địa phương ban hành. Bỏ quy định khung giá đất, quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, trung thực, khách quan. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm là một trong 9 nội dung trọng tâm mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Và đây cũng là nội dung phức tạp nhất, được rất nhiều tầng lớp nhân dân, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tổ chức đặc biệt quan tâm trong suốt thời gian qua. Đến thời điểm này, đã có 49 tỉnh thành địa phương ban hành kế hoạch thực hiện. Có 9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai, quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất và việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân qua 4 hình thức, đó là bằng văn bản, qua phản ánh trực tiếp, qua các website và qua các hình thức khác như là góp ý trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội, của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp thu ý kiến của nhân dân làm phải một cách rất hết sức nghiêm túc, cầu thị và đầy đủ kịp thời, có tiếp thu, có giải trình. Đấy, và để mà thực hiện được cái việc này là không những mỗi trong Bộ Tài nguyên Môi trường mà trong kế hoạch mà tham mưu cho Chính phủ thì chúng tôi cũng là đã đề xuất là tất cả các cái báo cáo thì là ý kiến của nhân dân ngoài gửi cho Bộ Tài nguyên Môi trường để tham mưu cho Chính phủ rồi thì gửi cho Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội là những cái cơ quan của Quốc hội để cùng với đó mà thông qua đó mà thẩm định, mà giám sát việc tiếp thu giải trình của phía cơ quan soạn thảo để đưa cái luật đất đai là trở thành một cái đạo luật là nó đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của đất nước như kỳ vọng của nhân dân và như nhiệm vụ mà nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang điện tử trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Trang The News International của Pakistan ngày 13 tháng 2 đăng tải bài viết của Chủ tịch Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc tại Pakistan, ông Majid Aziz. Bài viết có tiêu đề Học tập từ Việt Nam. Trong bài viết, ông Aziz nêu ra một số bài học từ quá trình phát triển của Việt Nam.
Theo ông, chính sách đổi mới ra đời năm 1986 và quyết định thiết lập nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến quỹ đạo tăng trưởng hàng năm đạt 7% của Việt Nam. Chính sách này đã giúp Việt Nam trở thành một quốc gia mới nổi, năng động ở châu Á, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ tiềm năng to lớn, lực lượng lao động tương đối rẻ và tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã được gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững để tạo ra những kết quả đáng khích lệ. Trong bài viết, ông Aji cũng đưa ra nhận định yếu tố quan trọng dẫn đến những kết quả trên là Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy ứng dụng phát triển công nghệ để chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên trí thức. Singapore đang muốn nhập khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam theo thỏa thuận phát triển chung giữa các công ty của hai nước, thông tin trên báo Singapore Splash 247. Thỏa thuận được ký kết giữa Sembcorp Utilities và Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam để phát triển các dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 2,3 GW để xuất khẩu sang Singapore thông qua cáp biển. Thỏa thuận đánh dấu sự hợp tác đầu tiên về năng lượng tái tạo giữa hai công ty, tăng cường mối quan hệ giữa hai chính phủ, hiện thực hóa đối tác kinh tế xanh, kỹ thuật số giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore. Trang tin tức của Đài truyền hình Quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin, sáng 13 tháng 2, Đà Nẵng đã đón tàu tuần tra PLS Setsu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trong năm 2023, nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, 75 năm thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, 25 năm thành lập lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Hoạt động của thủy thủ đoàn tàu PLS Setsu cũng góp phần tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản nói riêng. Báo Pháp Le Courrier du Việt Nam và cổng thông tin chính thức của ASEAN vừa đăng tải bài viết giới thiệu về 6 điểm đến du lịch của khu vực đã đạt giải thưởng Traveler Choice của TripAdvisor, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Hội An của Việt Nam. Theo bài viết, Hội An là một địa điểm du lịch nổi tiếng và những người thích phiêu lưu muốn khám phá thành phố và các điểm tham quan lân cận. Có rất nhiều hoạt động thú vị tại Hội An, chẳng hạn như cứ vào ngày 14 âm lịch hàng năm, thành phố sẽ tắt đèn điện và thắp sáng màn đêm bằng những chiếc đèn lồng giấy. Còn về phần thành phố Hồ Chí Minh, kiến trúc và rất nhiều chuyến du ngoạn quanh thành phố đã khiến nơi đây trở thành một điểm đến nổi tiếng. Trong phần tiếp theo của bản tin, trong ngày 13 tháng 2, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân ở hiện trường mới. Tất cả đã được đưa ra ngoài. Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, có một lớp học đặc biệt, lớp học không tiếng nói. Cô giáo chính là nguồn động lực truyền cảm hứng cho các em học sinh của mình. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Hoạt động của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang giáo diết. Trong ngày 13 tháng 2, lực lượng của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân trong đống đổ nát ở hiện trường mới. Tất cả đã được đưa ra ngoài. Như vậy, đội công tác đã kết thúc nhiệm vụ ở vị trí này và đang chờ phân công tới hiện trường mới. Cũng trong tối 13 tháng 2, theo giờ địa phương, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Quãng đường và thời gian di chuyển dài, nhưng tất cả 76 quân nhân và 6 chú chó nghiệp vụ đều bảo đảm sức khỏe tốt, tinh thần sẵn sàng cao. Sau khi nhận hành lý kiểm kê vật chất, đoàn di chuyển về vị trí đóng quân tại một sân vận động ở Antakya và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm. Đã có hơn 11.700 đơn vị máu nhận được sau lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16. Như vậy là tăng hơn 3.700 đơn vị máu so với dự kiến ban đầu, thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân để khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị sau Tết. Sự kiện năm nay đã diễn ra liên tục trong một tuần lễ tại 7 địa điểm. Cùng với lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16 và các lịch hiến máu sắp tới, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hoàn toàn có thể đảm bảo việc cung cấp máu cho điều trị tại hơn 180 bệnh viện khu vực phía Bắc. Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có một lớp học đặc biệt, lớp học không tiếng nói. Không chỉ giảng dạy những kiến thức thông thường, cô giáo còn chính là nguồn động lực truyền cảm hứng cho các em học sinh đặc biệt của mình.
Đó là những lời tự giới thiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu của cô giáo trẻ Ngô Tử Vi. Từ một người điếc bẩm sinh, giờ đây Tử Vi trở thành cô giáo của các bạn học sinh khiếm thính. Những môn học như toán, tiếng Việt, địa lý, lịch sử được cô Vi truyền tải tới học sinh bằng những bài học sinh động thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Vượt qua mọi khó khăn bằng tình yêu nghề và sự đồng cảm với học trò của mình. Giờ đây, lớp học của cô giáo Vi lúc nào cũng tràn đầy không khí hăng say học tập. Không khí học tập vui nhộn và các em thi đua nhau xung phong phát biểu trả lời á, các bạn ấy tiến bộ về mặt kiến thức và tiến bộ về cái mặt tự tin giao tiếp. Thành phố Pleiku đang trong mùa hoa dã quỳ đẹp nhất trong năm. Những đóa hoa dã quỳ tượng trưng cho tình yêu, sức sống mạnh mẽ, bền bỉ như chính những con người lạc quan và giàu nghị lực nơi cao nguyên. Tiếp tục câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ và bền bỉ. Trải dài từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có những người phụ nữ đã gắn bó với những chiếc ghe hàng thập kỷ qua. Họ có thể không khỏe mạnh như những người đàn ông, nhưng bù lại, họ có sự uyển chuyển và khéo léo. Có những người ví cuộc đời họ cũng giống như những chiếc ghe trên sông, trong tranh, bấp bênh. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn vượt qua được tất cả những khó khăn và sóng gió ấy. Ở bến đò này cỡ mười mấy hai chục người phụ nữ chạy đò, buôn bán cũng có, lái đò cũng có, mà đi lấy hàng giao lên bờ cũng có. Bún thịt xào ơi, ai ăn bún thịt xào ơi. Ở đây buôn bán phơi đá, phơi sữa, đậu nành, nước ngọt, nước cam, nước dừa, trà đường, nước suối. Ví dụ mình gặp khách Tây mình mời sao cô chữ? Đậu nành nóng, xôi da miêu. Mình vốt nó đâu có biết gì đâu. Cô không có biết chào buổi sáng nữa. Cô gặp nó, cô hello, hello, lại rồi. Đã thấy cô lách lạng vậy đó, kêu lại. Ta nói hay quá, người ta mua cà phê ủng hộ. Mạnh mẽ, chuyên nghiệp, phải dịu dàng, cần phải đón khách chứ. Phải biết chạy đò nè, phải biết buôn bán nè, có đồng ra đồng vô nè. Cuộc sống mình nó mới thoải mái. Chưa nắng dữ lắm, nắng luôn. Bởi mặt mày đen lắm chứ hả? Hết ăn nổi nữa rồi còn gì nữa đâu mà ăn nữa. Buồn thì mình cũng vẫn có buồn đó, nhưng mà cái cuộc sống của mình thì mình phải cam chịu thôi. Có dằn nắng đi cực khổ cỡ nào mình thấy con mình đi học được là vậy là mình vui à. Nhiều nhất mà thứ bảy chủ nhật đó là cả triệu bạc dốt lời luôn. Ví dụ ít nhất á thì 200-300. Buồn nhất là trời mưa, không có khách á. Là buồn là không có đủ sống cái ngày đó vậy đó. Cả ướt mấy chèo là có tiền, còn khô mấy chèo là hết tiền rồi. Phụ nữ mạnh mẽ là vì lo cho gia đình thôi, được như vậy là mình vui rồi. Và trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị đừng quên có thể theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.